Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tiến hành làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thanh Tiến, Huỳnh Hiểu Vinh cùng trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về hành vi giết người. Theo cơ quan điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ với anh Đinh Trung Đức, trú tỉnh Thanh Hóa, Hiếu đã chuẩn bị hung khí có tính sát thương cao và rủ thêm đồng bọn là Đông, Tiến và Vinh cùng tham gia. Khi bị cả nhóm của Hiếu tấn công, anh Đức bỏ chạy nhưng lại vào phòng trọ tại tổ 61 phường Hòa Khánh Nam, không có đường thoát nên đành chịu trận. Hậu quả anh Đức bị chém nhiều nhát vào vùng đầu với tỷ lệ thương tích là 32% và không chết do được đưa đi cấp cứu kịp thời. Mặc dù gây ra sự việc nghiêm trọng trên, nhưng cả 4 đối tượng đều bỏ mặc anh Đức bị thương, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là chết người. Hiện công an quận Liên Chiểu đã bắt giữ và tạm giam cả 4 đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.